Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bim Bắp Bắp và phim Ma Bắp Kể với tập tiếp theo của bộ phim Nô lệ của quỷ được sản xuất vào năm 2017. Ở tập trước thì Hoa và cả bà nội đã bị chết một cách bí ẩn. Hơn thế nữa, Hương còn biết được những cái bí mật khủng khiếp về mẹ của mình. Nhưng mà biết thì biết như vậy, nhưng mà tin thì chắc là... Hương chưa có tin đâu Tuy nhiên tại làm sao mà hôn ma của bà nội mất rồi Lại muốn quay trở lại ám hại một thành viên trong gia đình Đó chính là bé Nam Và trong đêm đó bé Nam bị hù cho sợ quá trời sợ luôn Khi mà Nam nghe thấy tiếng gõ cửa thân thuộc trong cái trò chơi mà Nam cùng với bà nội hay chơi khi bà nội còn sống. Và cuối cùng khi mà Mon Men đi tới cái căn phòng ở ngay chỗ cái cửa thì có một đôi bàn tay thò ra với những ngón tay dài ngoằng đen thui và muốn tiến tới túm lấy Nam nhưng mà liệu có nắm được hay không thì không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là buổi tối là Nam bị hu cho sợ hãi đến như vậy cho tới sáng ngày hôm sau thì ngày hôm sau á thì Hương Thức dậy và dọn dẹp như bình thường thôi các bạn. Thế là Hương mới à, đi tới chỗ cái máy nghe nhạc và mở nhạc lên để nghe thì vô tình nghe cái cái nhạc nó kỳ quá nó giống như là giống như là cái đĩa chạy ngược. Thế là Hương mới tìm cách dặn ngược cái đĩa lại. Thì khi dặn ngược cái đĩa lại á, cái đĩa nghe nhạc hồi xưa á, các bạn phải có cái đĩa bự vậy nè, cái đĩa than á phải gọi là đĩa than không? Hình như là vậy á. Bỏ vô xong rồi nghe á, thì có cách để mà chạy ngược lại thì khi mà cái đĩa chạy ngược lại nó lại là giống như là những cái câu đọc cầu nguyện của một cái ngôn ngữ nào đó một cái ngôn ngữ cổ đại nào đó chứ không phải là ngôn ngữ mà họ nói chuyện với nhau và nghe nó rất là kỳ dị nghe nó giống như là một cái tà đạo một cái giáo phái gì đó đó các bạn thì được một hồi á hương mới chạy đi vô coi mấy cái em mình như thế nào chạy vô nhìn tài thì nó vẫn đang nằm trên giường nhìn qua một bên thì không thấy nam đâu hết thế là mới tá hỏa tú ra chạy đi tìm nam trường nghe thấy tiếng của hương la thất thanh cũng chạy ra coi thì biết là tự nhiên nam chạy đi ra mất tiêu rồi thế là cũng tủ ra đi tìm Tìm một hồi á thì ở đằng trước nhà có một cái, cái cái giống như là cái rương á các bạn đựng đồ ở trước nhà tự nhiên đi ngang qua đó hương có linh tính làm sao á tiến tới mở cái rương ra thì thấy nam nó nằm chèo que quá trỏng hương rung nha các bạn Vô tay lên lay lay em mình lay 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 tại vì sợ thấy nó nằm cứng đơ à lay một hồi á thì trời ơi nó nó tỉnh trời ơi nó ngủ các bạn ơi tỉnh dậy mừng muốn chết luôn ẩm đứa em vô trong nhà mà mừng tại vì mấy anh em thương nhau lắm khi mà đưa vô trong nhà thì hương thương lắm hương ôm nam rồi hương nói là em biết là mọi người ở trong nhà luôn luôn ở đây và luôn luôn yêu thương em đúng không? chị thương em nè, anh Trường thương em và tài cũng thương em nữa. nói chuyện an ủi trấn an em nói một hồi á thì Trường ở ngoài đi vô, à, Trường vô tình phát hiện ra cái cuốn tạp chí mà hôm bữa ông Lâm đưa cho Hương á các bạn. Hương đem về rồi quăng một xó chứ cũng đâu có đọc đâu các bạn. nhưng mà Trường đọc. thế là Trường mới kêu Hương đi ra để mà nói chuyện. Hương ban đầu còn nói với Trường chở em đọc ba cái nhảm nhí đó làm cái gì? chị đem về quăng ở đó thôi chứ chẳng tính đem đi dục đi nè. thì Trường nói là không, chị phải ngồi nghe em nói. em đọc được cái này ghê lắm em đọc được cái này cũng cũng có liên quan lắm Thế là Trường mới nói, mới kể cho Hương nghe là Trường đã biết cái gì Tại vì trong cái tờ tạp chí đó ghi rằng Có một cái giáo phái tà đạo chuyên thờ quỷ sa tăng và cái giáo phái đó nó có mặt ở khắp mọi nơi nha các bạn là nó âm thầm hoạt động mà chỉ có những người trong giáo phái truyền miệng nhau biết thôi chứ nó không có chính quy cho nên không có ai biết hết nó có một cái giáo phái tà đạo dành cho những người chuyên đi cầu con cầu khẩn con cái á là những người phụ nữ mà hiếm muộn á thì sẽ tìm tới không biết bằng cách nào mà cái giáo phái đó nó dụ dỗ các bạn tìm tới cái giáo phái đó và thờ quỷ sa tăng cùng nguyện với với quỷ sa tăng để có được con. Nghe tới đây cái hương khinh khỉnh hương nói, cầu, cầu quỷ sa tăng hả? Leo vô trong núi cầu hả? Hay là lập đàn cầu phép gì đó? Trường nói là không, ở trong thành phố của mình có những cái địa điểm để cho người ta tới đó, người ta cầu nguyện, người ta thờ và người người ta hả cầu khấn quỷ sa tăng để ban con. Nhưng mà chị biết cái gì không? Ở trong cái cuốn tạp chí này có kể một câu chuyện là có một người phụ nữ, bà ta lấy chồng 10 năm rồi mà không có con, bị hiếm muộn, bà ta tới bà ta cầu con thì có con. Thì Hương nói, "Ừ thì cho dù cái đạo nào gì đi nữa, cho dù là tà đạo đi nữa, cầu có được con thì thì cũng cũng may mắn thì ừ thì cũng là tốt chứ, chứ đâu có gì đâu." trường nói là không không tốt nha Tại vì á, tà đạo thì sẽ phải có trả giá Khi mà cầu được con rồi Thì đứa con cuối cùng của người đó Được 7 tuổi Thì sẽ đem đi hiến tế cho quỷ Satan Thế là Hương mới nói Ủa không hợp lý tưởng như mình cầu được con Cái mình đẻ ra đứa con Rồi đứa con mình 7 tuổi Mình đem đi cho quỷ thì mình cầu làm gì Trường mới nói là không Đứa con cuối cùng Tức là người phụ nữ đó cầu con Nhưng mà đâu nhất thiết là phải đẻ một đứa hay hai đứa Mà có thể là đẻ nhiều đứa thì cái đứa con cuối cùng của người phụ nữ đó khi mà lên 7 tuổi thì sẽ bị đem đi hiến tế cho quỷ Satan. Thì bắt đầu lo nha các bạn bởi vì nhẩm tính lại Hương năm nay 22 tuổi, Trường 16 tuổi, Tài 10 tuổi, Nam 6 tuổi. bốn anh em cách nhau đúng 6 năm, tức là 6 năm bà có bầu một lần trường mới nói với lại chị gái là nếu như những gì ở trong cái cuốn này ghi là sự thật thì cứ mỗi 6 năm tại vì để tránh á, đứa bé đã phải tới đúng sinh nhật lần thứ bảy nha các bạn thì chỉ cần là tới năm nó 6 tuổi đẻ ra thêm đứa nữa thì cái đứa đó không phải là đứa con cuối cùng đó cứ để tiếp đẻ tiếp như vậy thì sẽ không có bị quỷ sa tăng bắt đi cho tới khi nào mà ngưng đẻ thì mới bị bắt đi thì cho tới thời điểm hiện tại ngưng đẻ rồi đó tới Việt nam là đứa con cuối cùng trong nhà rồi mà còn ba ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ bảy của nó thì rất có thể sẽ bị quỷ sa tăng bắt đi hiến tế cho quỷ sa tăng. Cái Hương cũng lo lo, nghe tới đây cái cũng lo lo, mặc dù không tin nhưng mà cũng lo thôi tại vì thương mà anh chị em trong nhà thương nhau lắm mà đặc, đặc biệt là thằng nhỏ nó dễ thương lắm. Cái Hương nói nhưng mà nhưng mà bắt đi bằng cách nào? Trường mới nói là hồi nãy tới giờ mọi sự nghe cũng đều có lý nhưng mà tự nhiên tới đây các em thấy nó nó tạo lao ngang. Đó là nó sẽ bị sát sống bắt đi. Cái Hương mới phá lên cười, tôi nói trời nếu như mà em nói là có người tới bắt cóc nó thì chị còn lo chứ em nói sát sống trỗi dậy bắt nó đi trời ơi làm gì có chuyện sát sống trỗi dậy bắt nó đi trời tào lao quá thôi tôi quên quên mấy cái đó đi đang nói chuyện với nhau thì ở bên ngoài nam nó chạy vô nó để tay vô bụng nó kêu em đói bụng nó không có nói chuyện nha các bạn nó chỉ làm cái dấu là em đói bụng thôi thế là hương đi ra chuẩn bị đồ ăn cho nam trong lúc mà bày biện đồ ăn lên trên bàn á thì đột nhiên cái xe lăn của bà nội tự nhiên ở lâu ở đâu á các bạn nó lăn tới ngay chỗ cái bàn ăn hương mới giật mình tại vì hương biết cái xe lăn nghe tiếng xe lăn chạy là quá quen rồi hương mới nhìn lên trên cái tủ đối diện là có cái tấm kính, kính phản chiếu thì khi mình nhìn lên trên cái tấm kính phản chiếu thấy rõ mồn một bà nội đang ngồi trên xe lăn nhưng mình quay qua đây nhìn thì chỉ thấy cái chiếc xe lăn thôi nhưng mà rõ ràng là hương thấy chứ không phải là ảo giác hay là hoa mắt gì hết thế là vội vã hương mới đi tới tìm ông sang là ba của trọng á à, mời tới nhà để mà đi vòng vòng xem xét căn nhà như thế nào bởi vì hương nói là lúc này không có ai người lớn ở trong nhà hết á khi mà ông sang tới nhà thì ông đi xung quanh nhà ông coi rồi ông đẩy cái xe lăn lại phòng bà nội coi phòng bà nội rồi đi qua phòng của bà hoa coi như thế nào coi xong hết trơn rồi á thì mọi người trong nhà sợ là có ma phá các bạn người chết á thì ông mới nói là người chết sẽ không có quấy rầy người sống chỉ có là kiểu như ông nói là ma quỷ quỷ á chứ không phải là ma những cái thực thể khác nó dựa vào trong con người và nó lợi dụng con người nó 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 giả dạng làm con người để mà nó ảnh hưởng tới một gia đình và nó sẽ xé tan một gia đình kiểu như vậy à, thì ổng mới nói là trong nhà mấy đứa có cầu nguyện không thì mấy đứa nói là không cầu nguyện thì ổng nói là phải cầu nguyện bởi vì bên đạo hồi giáo thì cũng là tôn giáo độc thần là thờ đúng một vị thần á à, và cũng là thờ thiên chúa nhưng mà đạo hồi giáo á theo như bắp tìm hiểu thôi nha các bạn còn không đúng thì thì các bạn thông cảm bỏ qua nha tìm theo như bác google nói thì bên hồi giáo gọi là thánh ala ala là theo cái tiếng ả rập gì á thì cũng có nghĩa là thiên chúa bên đạo hồi á thì cho rằng cái tên gọi khác còn những cái đạo à, ví dụ như là đạo thiên chúa giáo hay là đạo tin lành á thì là tin thiên chúa là có một cái tên khác nhưng mà chung quy lại là họ vẫn tin là có một cái đấng thiên liêng cao cả ngự trị và cái đứng đó là đứng quyền năng và chỉ cần tất cả mọi loài vật trên thế gian này tất cả mọi thứ đều sợ hãi kính sợ đứng quyền năng đó và phải cầu nguyện với đứng quyền năng đó để được bảo vệ che chở bởi vì ai cũng sợ đứng quyền năng đó thì mình cầu người đó để người đó bảo vệ cho mình kiểu như là bảo kê cho mình thì những người khác sẽ không dám đụng mình kiểu như như là vậy thì khi mà ông nói như vậy á ông mới hỏi là mấy đứa nhỏ trong nhà là tụi con có biết cách cầu nguyện không? Tại vì mỗi lần cầu nguyện không phải là cầu sao cũng được mà phải có cách cầu á các bạn. Thế là à, Hương mới nói là dạ biết. Ông mới nói là tụi con phải cầu nguyện và tụi con phải cầu thành tâm. Cầu nguyện nhưng mà không thành tâm thì cũng vô ích thôi. Phải thật sự thành tâm cầu nguyện bằng cả tấm lòng của mình thì mới được sự che chở từ ơn trên. Rồi ổng nói xong rồi thì ổng rời đi. Đó, ổng giúp vậy thôi đó các bạn. Ổng nói xong rồi ổng rời đi rồi mọi người cũng cảm ơn ổng rất là nhiều. Tới tối ngày hôm đó, hương cũng chuẩn bị để cầu nguyện rửa tay rửa mặt mũi sạch sẽ thì trong lúc mà rửa mặt á rửa mặt xong rồi hương nhìn qua một góc à, tại vì lúc mà rửa mặt thì vô tình nhìn thấy các bạn khi mà hương cúi mặt xuống rửa mặt á thì hương cứ làm sao không hiểu sao linh tính làm sao cứ nhìn qua một góc rửa mặt xong mà nhìn, rửa mặt xong mà nhìn, mà các bạn biết nước nó dội lên thì mắt mình nó nhòe, xong mà rõ lại nhòe, xong mà rõ lại, thì đâu, đâu tới lần thứ ba thứ tư á thì hương thấy có người đứng ở ngay chỗ cái góc cửa nhìn ra và người đó chính là mẹ của hương nhưng mà với một cái bộ dạng trông rất là đáng sợ, gương mặt trắng bệch bựng cái bộ đồ màu trắng, đầu thì đeo cái von màu trắng á các bạn. Nhưng mà thoáng một cái nhìn lại thì không thấy nữa Rửa mặt tay chân tắm rửa sạch sẽ rồi Thì Hương mới bắt đầu cầu nguyện Mà cầu nguyện là phải bận cái bộ đồ cầu nguyện nữa Tại vì bác cũng không không hiểu bên đạo hồi Người ta cầu nguyện như thế nào Mà thấy Hương ấy bận cái bộ đồ màu màu trắng Bận rồi nó che kín hết cái đầu lại Chỉ thò cái mặt ra thôi Rồi sau đó cầu nguyện rồi quỳ xuống lại Rồi cầu nguyện rồi quỳ xuống lại Thì trong lúc mà Hương cầu nguyện đó Ở bên ngoài cửa sổ Cái bóng người phụ nữ mang hình dáng của mẹ Hương lại xuất hiện bà đứng ở bên ngoài bà nhìn rồi mỗi lần mà hương quỳ xuống lạy á thì bà lại tới gần thêm một chút cho tới khi bà ngồi sau lưng của hương luôn giống như là bà ngồi bà nhìn hương cầu nguyện á các bạn rồi hương cứ quỳ lại mà hương không biết là cái bóng ma nó cứ lẩn vẫn xung quanh hương trong lúc đó ở phòng của nam với tài hai anh em đang ngủ thì tự nhiên cái cửa nó mở ra nam rón rén bước xuống đóng cửa lại sau đó thì nam leo lên trên giường chung mình qua đầu luôn tại vì nó sợ các bạn nó nằm trong đó một mình nó run thấy thương lắm đang trùm mình nằm thì nam nghe thấy tiếng nói giống như tiếng tiếng thì thầm mà phát ra từ phía bên giường của tài mà không phải tiếng của tài mà tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi rồi thế là Nam mới mở cái mền ra Khi mà mở cái mền ra thì tá hỏa tâm tinh Nhìn qua phía bên giường của Tài á Thấy vong hồn của bà nội hiện về Rất là đáng sợ Bà đứng với một cái cơ thể ốm yếu tông teo Cơ thể thì màu đen Tóc xả rũ rượi xuống Rồi bà cúi đầu xuống Cái đầu của bà ở đây, cái đầu của Tài ở đây Rồi bà thì thầm vô tay, vô lỗ tai của Tài cái gì đó Thì khi mà thấy Nam nhìn á Bà quay cái đầu qua, bà nhìn Nam luôn các bạn Bà trợn trừng con mắt lên, bà nhìn Nam luôn Thấy ghê lắm trong khi đó thì ở trên lầu bà Hương mà cũng bị hù khi mà đang lại như vậy đang cầu nguyện như vậy ấy, thì Hương có cảm giác có ai ngồi sau lưng mình thế là Hương mới từ từ quay ra đằng sau nhìn thì không thấy ai hết nhưng mà khi quay ngược lại đằng trước thì thấy ngồi Trinh in đằng trước cái lưng quay về phía của hương luôn các bạn đó là bóng dáng quen thuộc cái hồn ma mà hương thường hay nhìn thấy thế là hương sợ tại vì thấy rõ là ngồi trước mặt mình là sợ quá rồi sợ rồi mới vội vã cởi cái áo ra mà cái áo thì nó rất là to nó rất là rộng như cái mền vậy đó cởi ra thì giống như là đang trùm cái mền lại á các bạn thì từ ở bên trong không có cởi cái áo ra được từ ở bên trong cái cái áo đó luôn có hai bàn tay thò ra tay thì trắng bệt móng tay dài ngoan đen thui bò bò xong rồi bắn ngước cái mặt bà lên bà đưa sát cái mặt của bà vô cái mặt của hương luôn các bạn là thấy cái mặt trong rất là kinh dị luôn cái mặt thì trắng bệt môi thì đen thui à cái hình tượng giống như ai ta và lắc cái kiểu bóng, kiểu kiểu đen trắng cũng giống như va lắc đó các bạn, thấy ghê lắm. Thế là sau đó là bốn anh chị em kéo nhau chạy qua bên nhà của ông Sang ở liền, ngay ngay lập tức luôn các bạn. Lúc mà vừa thoát ra được á, bốn anh chị em chạy qua kia nhờ ở nhờ một đêm, ở một đêm tới sáng mà bên đó hai cha con dễ thương lắm, thấy bốn anh chị em này chạy qua mà bây giờ thấy tụi nó đâu có ai lo đâu, thấy qua như vậy mở cửa cho vô cứ vô đi, tụi con khuyên nhưng mà cứ vô đi, cho vô nhà ở. thì qua ngày hôm sau à, vẫn ở bên trong nhà của ông Sang. Thì hai chị em mới nói chuyện với nhau Hương mới nói với Trường là nếu mà ngày hôm qua thật sự là hồn ma của mẹ hiện về tại vì sợ biết là mẹ nhưng mà sợ chứ thì hương mới nói chúng ta không có nên rời đi nếu mà thật sự là hồn ma của mẹ thì mình năn nỉ mẹ mình nói là tụi con sợ mẹ đừng có nhát tụi con thì mẹ sẽ không nhát nữa thế là trường mới nói không phải đâu không phải hồn ma của mẹ đâu Em em biết đó không phải hồn ma của mẹ mà là một cái cái gì đó giống mẹ thôi. Lúc đó có trọng nữa, trọng mới nói là còn có những cái thực thể sống khác và những cái thực thể mà có trước loài người á các bạn, kiểu như là mấy cái thần đèn đó hoặc là những cái thần tin hoặc là những cái 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 vong hồn ma quỷ nào đó nữa thì trọng tin là có và những cái đó nó sẽ quấy nhiễu loài người nó sẽ giống như là ma quỷ mê hoặc loài người vậy đó và mục đích của những cái thứ đó là nó muốn linh hồn của con người bởi vì linh hồn của con người là một cái điều gì đó nó rất là thiêng liêng và đối với những cái ma quỷ ấy, là linh hồn của một con người là một thứ để cho tụi nó thu hoạch tụi nó sẽ tìm cách để mà gieo à nó chính xác là tụi nó sẽ tìm cách gieo những cái mầm móng đen tối vào trong linh hồn của con người để cho những cái mầm móng đó nó sẽ lớn lên nó trở thành những cái cây những cái độc tố ở trong cái linh hồn đó để nó thiêu đốt cái linh hồn đó nó sẽ nó sẽ làm cho vững đục cái linh hồn đó và tới thời điểm thì mấy cái con ma con quỷ kiểu như binh tà đạo đó thì nó sẽ tới và nó sẽ thu hoạch những cái linh hồn đó hai chị em nói chuyện với nhau và nếu như những gì mà lúc trước trường đoán đúng thì bây giờ tất cả mọi thế lực đang muốn nhắm vào đứa bé em em út là nam và muốn bắt nam đi trong lúc mà nam tới 7 tuổi nhưng mà không có cách nào chống lại hay sao thì trường mới nói lúc mà trường đọc cái bài báo á thì trong bài báo đó nó ghi là mình không có cách nào để mà đánh bại ác quỷ hết nhưng mà mình có thể không nghe lời của nó tại vì trong bài báo ghi khi mà có những cái xác chết trỗi dậy tới bắt cái đứa con nít 7 tuổi trong gia đình đi thì chỉ cần gia đình không từ bỏ nó bằng mọi giá bảo vệ nó giữ lại trong gia đình bởi tình yêu thương thì đứa bé đó nó sẽ không bị bắt đi thì đó là những gì mà chúng ta có thể làm là chúng ta yêu thương nhau chúng ta không từ bỏ em không từ bỏ nam thì nó sẽ không bị bắt đi thì đang nói tới đó ở bên ngoài có người gọi điện tới Thế là Trọng phải chạy, chạy đi nghe điện thoại Ở đây còn hai chị em thì hai chị em nói chuyện riêng tư hơn Trường mới nói Nhưng mà có một chuyện Trường mới biết à, Là khi mà Trường tìm hiểu sâu hơn Thì Trường được biết rằng Ở trong cái đạo cầu con á Là sau khi đã thỏa thuận với ác quỷ Là sẽ giao đứa con cuối cùng Khi mà nó 7 tuổi cho ác quỷ ra Thì thực chất để có con á Thì cái người chồng không phải là cha ruột của đứa con tất cả những đứa con mà người phụ nữ đó sinh ra được các bạn biết đâu ra không là cho cho quan hệ với những người ở trong giáo phái để đẻ con ủa đâu ra nó 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 vô lý vậy trời nó vô lý gì mà cũng làm được luôn á tà đạo gì mà nó vô lý tưởng đâu là ban phép màu gì cho có bầu ha hồng cho quan hệ với người khác để có con cho cho con nó xàm không con nó xàm dễ sợ không vậy mà cũng có người tin nha cũng có người làm nha mà tới bốn đứa gia đình của hương nè các bạn bốn anh chị em đâu đứa nào giống đứa nào đâu bốn đứa cái bốn mặt khác nhau luôn khác một trời một vật luôn ban đầu bắp coi bắp nghĩ là à là do diễn viên lựa không giống nhưng không khi này trường nó mới phân tích nó nói chị nhìn nè bốn anh chị em nhà mình đâu có đứa nào giống đứa nào đâu mà khác mà khác một cách khác biệt luôn á thì Hương nói, thường thường nhiều người anh chị em không giống nhau cũng là bình thường mà. Nhưng mà trường nói không, mình rất mình rất là khác nhau và nếu như sự thật là mẹ của họ là bà Hoa có tham gia vào những cái tà đạo này để cầu con, để có con để chống chế sống với gia đình khắc nghiệt bên nhà chồng như vậy thôi á thì thật sự là cái cách là mỗi một tại vì mỗi một người có con là với một cái người khác mà các bạn. Thành ra bốn đứa là chỉ là cùng mẹ nhưng mà khác cha đó. Cho nên tụi nó nhìn khác nhau Khủng khiếp nha các bạn Mà nghe tới đây bắp thấy tội ông Bình nha Bà vợ chết Rồi tới bà mẹ ruột chết Rồi nếu như mà ông biết được tin bốn đứa con mình nuôi Hồi xưa cho tới bây giờ gồng gánh nuôi Cũng không phải con ruột ông Rồi bà vợ ngoại tình Trời ơi là trời còn gì mục đích sống nữa các bạn thiệt sự luôn á, khủng khiếp. Lúc mà trường lục lại những cái tấm hình mà hồi xưa bà Hoa còn hoạt động nghệ thuật á, à, bà hay đi đây đi đó rồi trường hay đi theo lắm bởi vì trường là người đệm guitar cho bà hát. Cho nên hay đi theo mẹ, thành ra là có tham gia những cái buổi tiệc mà trường chụp hình lại với mọi người á, trường có để ý, ở một số buổi tiệc có những người xuất hiện kỳ lạ lắm, họ không có liên kết, họ không nói chuyện với nhau, thậm chí họ không nói chuyện với ai hết nhưng mà họ có mặt ở đó. Chụp hình lại trường còn chỉ ra được là người nào kỳ lạ người nào kỳ lạ mà hương nói là ờ nhiều khi họ không thích giao tiếp thì sao thì trường nói không em tới em nói chuyện với người ta người ta cũng không trả lời em em hỏi chuyện người ta người ta cũng không trả lời mà mấy người này kỳ lắm mấy người này nhìn kỳ lạ lắm tới đó rồi đó mà hương, hương vẫn không tin nha các bạn thì đang nói chuyện trọng mới đi vô trọng nói là ung lâm gọi nhưng mà bây giờ thì hương không có đi được hương phải ở lại chăm sóc mấy đứa em thế là trọng mới nói thôi thế là hương cứ ở nhà đi rồi để trọng đi tại có gì thì trọng sẽ quay trở về cần chuyển lời hay là cần mang cái gì về thì trọng sẽ mang về thế là trọng một mình lái xe honda chạy đi tới chỗ nhà của ông lâm gặp mặt để mà nói chuyện lúc đó thì trường cũng có muốn đi theo nhưng mà trọng nói là phải ở nhà phụ chị chăm sóc cho các em để một mình anh đi là được rồi đó thế là trọng đi một mình khi mà trọng đến nơi gõ cửa ông lâm ông lâm hỏi hương đâu thì trọng mới nói là trọng rất là thân với hương và trọng sẽ chuyển lời cho hương mà hương đang bận không có tới được thế là ông lâm mới kêu trọng vô trong nhà và dúi cho trọng một cái bức thư ông lâm nói là vậy thì đưa cái bức thư này về cho hương ở trong đây là có cái bài báo cái bài bài viết mà ổng vừa mới viết lại là một cái bài chỉnh sửa hoàn chỉnh cho cái bài báo trước đó có những thông tin mới và có những cái thông tin chỉnh sửa cho chính xác hơn thì khi mà đọc bài báo này á thì hương sẽ biết là hương đang lâm vào trong cái tình cảnh nào và sẽ có cách giải quyết nó được gói trong bức thư nhưng mà trọng á trọng nói là nhưng ông nói cho tôi nghe đi để tôi về tôi chuyển lời nó dễ hơn thì vẫn giữ bức thư nhét cái bức thư vô túi nhưng mà à, thuyết phục kêu ông lâm á là kể cho trọng nghe thế là ổng bật nhạc không bị không hiểu sao nhưng mà ổng phải bật nhạc lớn lắm các bạn rồi ổng thì thầm vô trong tay của trọng giống như thể là ổng đang sợ có một thực thể nào đó nghe thấy được những gì mà ổng nói tại vì viết ra viết ra cho người khác đọc thì nó không biết ví dụ mình nói ra thì nó sẽ biết thì sao cho nên ổng mới nói ổng nói nhỏ lắm xong rồi thì trọng tức tốc lái xe chạy về nhà thì khi mà trọng rời đi á ở trong nhà của ổng ổng khóa cửa lại rồi thì có người gõ cửa cái ổng mới nhìn ra ổng hỏi ai vậy thì cái người ở ngoài á kêu là người tới đấm bóp là cái người chàng trai mù hôm bữa tới đấm bóp cho ổng nhưng mà ổng nói là không tôi hẹn đấm bóp ngày mai mà sao hôm nay tới thì bên ngoài trả lời kêu là ngày mai bận rồi cho nên hôm nay tới ổng khôn lắm ổng không ra mở cửa nha các bạn ở bên ngoài có tiếng đập cửa vô đập mạnh lắm dặn cửa y như là muốn tông vô bên trong vậy đó ổng sợ quá ổng khóa hết cửa lại rồi ổng cầm vũ khí ổng thủ thế ổng chờ ở trong nhà không biết là ổng có bị làm sao hay không nhưng mà ở nhà lúc này à hai anh em đang ngồi coi tivi nam nó ngồi trước cái tivi còn thằng tài nó ngồi ở trên cái ghế sofa ở sau lưng nam ở cạnh ngay chỗ cái bàn á có một cái dĩa trái cây trên cái dĩa đó có một con dao nó cầm con dao nó giấu ra sau lưng rồi nó cứ nhìn, nó cứ nhìn thằng nam ở trước mặt nó Nó nhìn trăm chăm 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 như thế là nó sẽ xuống tay bất cứ lúc nào nha các bạn Nhưng mà khúc này mắc cười lắm Bà Hương bà đang dọn dẹp cái bà đi tìm con dao để bà gọt trái cây Cái bà không thấy con dao đâu hết Cái bà nhìn qua nhìn lại bà nói Trời ơi sao em nhét con dao ở đây vậy Con dao làm em chảy máu làm sao Nói xong rồi bà Hương bà xách dao bà đi <laughs> Bà tỉnh lắm các bạn bà... Xong rồi Tài nó cứ ngồi đó thôi các bạn Mặt cứ đơ đơ ra vậy thôi nhìn cũng hề hề lắm trong khi mà trọng đang tức tốc lái xe chạy về nhà để báo tin cho hương biết thì đang chạy xe giữa đường á, ở đâu á, có người chạy ngang ra khi mà có người chạy ra thì trọng phải né các bạn khi mà né thì trọng lại bị tông trúng bởi một chiếc xe tải từ trên chạy xuống lúc mà chiếc xe tông á thì trọng ngã xuống xe xong rồi lăn xuống dưới gầm xe đã lăn xuống dưới gầm xe rồi thì thôi chứ cái cái cái, cái lưng quần á các bạn cái sợi dây nịt đó nó bị kẹt vô trong một cái mắt của chiếc xe thành ra nó kéo nó kéo lê cái người của trọng xuống dưới cái mặt đường mà các bạn biết cái mặt đường cái lực chạy xe mà cái mặt của trọng cha cha nát cái mặt đường luôn là các bạn biết cái cái người nó nát cỡ nào nát như tương chớ tại chỗ khi này hương ở nhà chờ tin trọng thì đột nhiên có người ở ngoài gõ cửa khi mà gõ cửa ông sang ông ra ông mở cửa mà ổng ổng choáng váng mặt mày ông đứng không vững tại vì ổng thấy người ta khiêng cò ông xuống máu me quá trời luôn có người người ta tốt bụng á người ta lái xe tới người ta biết là trọng ở đây giấy tờ đũa người ta chở xác trọng về mọi người rất là đau thương á tội ông sang lắm các bạn ông 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 đau buồn lắm kìa ông khóc quá trời luôn rồi làm đám tang làm đám tang cho trọng à, qua ngày hôm sau làm đám tang rồi mọi người cũng đưa tang rồi chôn thì sau khi mà chôn xong về là bốn anh chị em thì vẫn ở nhà của ổng nhưng mà ổng đi ngang ổng không nói với ai lời nào hết tại vì ổng cũng ngầm hiểu là tại làm sao con ổng bị như vậy tất cả những sự việc xảy ra bên kia nó lại ảnh hưởng trực tiếp tới nhà của ổng. Thành ra là thôi tụi bay muốn làm gì làm tao không quan tâm, tao không để, ý. thì thiệt sự ổng không quan tâm, ổng không quan tâm nữa. Tới tối ngày hôm đó thì Hương không hiểu sao ngồi ngủ gục ở ngay chỗ cái bàn ăn ở nhà bếp á. Tới tối thức dậy thì tự nhiên thấy cửa mở, cửa sổ mở ra. Hương mới đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ở bên ngoài á có bóng một người đàn ông, giống như nhìn giống như là bóng của trọng lắm đang đứng ở ngay chỗ gốc cây nhìn vô trong nhà khi này thì hương đang thò tay ra để chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì nhìn thấy cái cảnh đó cho nên hương mới đứng nhìn chăm chú hơn thì đột nhiên không hiểu sao hương bị chụp cái tay và lô ra thế là hương mới la lên lúc mà hương la lên á trường chạy ra với lại mấy anh em chạy ra kéo hương dùng hết sức lực để mà kéo chị của mình vô ba anh em nha các bạn đi ra nắm hông nắm tay nắm người của hương kéo vô ông sang ông thấy nhưng mà ông đóng cửa lại ông ở trong phòng luôn với một cái ánh mắt lạnh lùng không quan tâm nữa nhưng mà cũng thông cảm cho ổng tại vì kiểu như là bị nhờ, tại mấy người này mà bị mang hỏa các bạn thành ra là con ổng vừa mới chết và ổng rất là thương con và ổng rất là đau lòng thành ra là cũng có thể thông cảm bởi vì cái sự thờ ơ nhất thời này của ổng nhưng mà đôi khi sau này nghĩ lại thì sẽ là một cái sự ân hận á bởi vì tại sao mình không giúp người ta lúc đó nhưng mà cũng khó nói lắm các bạn cảm xúc mà làm sao mà mình có thể khống chế được khi mà ba anh em dùng hết sức kéo thì kéo được hương vô kéo được hương vô bên trong rồi thì nghe thấy tiếng đập cửa đập nhà xung quanh thấy ghê lắm bốn anh chị em khi này sợ quá không biết phải làm sao hết cùng với nhau núp qua một góc thì từ bên ngoài có người mở cửa bước vô, đó là ba của họ. Bình quay trở về rồi các bạn ơi. Tại vì bình quay trở về đi về nhà không có thấy ai hết, thế là đi tìm, thì nghĩ chỉ có một chỗ mà họ có thể qua thôi là ông sang thì chạy qua đây tìm thử thì phát hiện ra bốn anh chị em đang đứng nháo nhào như vậy. Bốn anh chị em thấy ba mừng ơi là mừng luôn chạy vô ôm ba nhưng mà có tài á, thì nó vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thôi các bạn nó chưa có tỉnh hẳn thì bốn người cùng với ba là năm người đi trở về nhà đóng cửa lại rồi đi về nhà của họ ở khi mà quay trở về nhà thì hương cũng lo cho mấy chị em đi vô phòng ngủ còn bình á thì đau lòng khi mà nhận được tin mẹ ruột của mình vừa mới chết nhưng mà cái tin kia không biết ông biết hay không nha nhưng mà cái tin mẹ ruột vừa mới chết hôm nay mới biết đó à, khóc lóc đau buồn một hồi thì cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ khi mà trước lúc đi ngủ á hương có đi vô để mà nói chuyện với ba khi mà thấy hương đi vô thì bình mới nói là ba xin lỗi bởi vì đã rời đi và bỏ tụi con trong cái khoảng thời gian này thì hương mới nói ba nên xin lỗi nhưng mà không có chỉ vì cái lý do đó có phải là cái bữa mà trước khi mẹ mất ba có vô nói chuyện gì đó với mẹ hay không thì bình mới tâm sự thiệt luôn bình nói là ba rất là thương mẹ con mà ba cũng thương tụi con nữa ba chỉ nói với mẹ con là đừng có làm khổ tụi con thôi kiểu như là chết thì không có chết hẳn nhưng mà nằm như vậy ấy, thì tụi nhỏ nó chăm sóc thấy thương thấy tội á các bạn nhưng mà hương không chịu hương nói là hương thương mẹ cho nên hương có khổ cực như thế nào hương cũng chịu hương không có từ bỏ tại sao ba lại từ bỏ mẹ ba nói như vậy là kiểu như là từ bỏ thành ra là mẹ mới chết nhưng mà nói thôi chứ hương cũng không có trách ba các bạn nói chung là hương đau lòng thôi thì đang nói chuyện tự nhiên nghe thấy tiếng la thức thanh luôn Chạy theo tiếng la thì đó là tiếng của trường Khi mà chạy tới nơi thấy trường đang đứng ở ngay chỗ cái trước cửa nhà vệ sinh đó các bạn Ở trong có nguyên cái giếng luôn Trường mới la lên trường nói là dẫn Nam đi vệ sinh Mà tự nhiên lúc mà dẫn đi vệ sinh thì cho nó đi vô nó đi Còn trường thì đứng ở ngoài đợi Nhưng mà tự nhiên cái cửa nó đóng sầm lại và nó nhốt Không biết là có ai ở trong đó Nhút Nam lại ở trong đó rồi Thế là thả hỏa phá cửa bay vô trong khi mà phá cửa vô Thấy Nam vừa mới bị cái gì đó lôi rớt xuống dưới giếng luôn các bạn Không chừng chừ suy nghĩ một phút giây nào hết Bình nhảy xuống dưới giếng để mà cứu con Lúc mà nhảy xuống lặn xuống không thấy nó đâu hết Lặn mấy lần luôn kiếm hoài kiếm hoài Không thấy nó ở dưới giếng Nhưng mà cuối cùng thì cũng chụp được nó và lôi lên Chụp được Nam lôi lên Và ở trên đó thì có cái dây kéo các bạn Hai anh em Trường với lại Hương Hi ha hi hụt kéo lên Kéo hai cha con lên Kéo lên tới nơi rồi á Thì ở bên dưới có cái đồ trồi lên Màu đen nha các bạn xém xíu nữa là nam nó bị kéo chết rồi. vừa mới thoát chết trong gan tớt thôi chạy lên nhà trên chạy ngang qua chỗ ngang. cái nhà bếp á thì thấy cửa đang mở nhìn ra bên ngoài thấy quá trời người người ở đâu mà người ta bủa ra người ta bao vây cái nhà nha các bạn mà mỗi một người á cầm một cái cái dù màu đen tại vì ở trời bên ngoài đang mưa người ta đứng đông lắm mà bận đồ thì rất là lịch sự không có nhìn rõ ai ra ai hết tại vì trong bóng đêm mà chỉ biết là người ta đang bủa vây và đứng xung quanh nhà rất là đông chắc chắn là không phải là người trong dân làng rồi. Thế là Hương tức quá Chạy ra la lên à, Mấy người là ai? Tại sao mấy người tới đây? Mấy người muốn cái gì từ tụi tôi? Ông trưởng ông tới ông kéo bà chị vô không kịp các bạn Chạy ra nắm tay của Hương kéo vô chỗ Chị chạy vô nhà đi chị ra đó làm cái gì Kéo vô trong nhà khóa cửa lại Chạy vô trong nhà kéo cửa lại Sau đó năm cho con chạy xung quanh coi là mấy người đó ở đâu Thì đi hết tất cả các cửa sổ Thấy họ bao quanh căn nhà rồi Mà họ chỉ đứng đó thôi Họ không có đi vô chỉ đứng xung quanh nhà thôi Che dù đứng im ở một chỗ như vậy Mấy cho con không biết phải làm sao hết thì tự nhiên thấy có chiếc xe lăn ở đâu lù lù lăn tới. Ba cho con. Ông Bình nè, à, Hương với Trường đứng ở góc này, còn bên góc kia á, là Tài với lại Nam đứng thì xe lăn lăn tới hướng của Bình, tự nhiên hả xe lăn nó bay tới. Ba cho con mà nét không kịp là ăn nguyên cái xe lăn rồi các bạn, thấy là ba cho con kéo qua một góc, bây giờ bị tách ra, ba cho con ở một góc, còn Tài với Nam thì ở bên góc bên kia. Khi mà ba cho con chạy ra cái, cái cái chỗ đó là chỗ nào mà giống như là bị nhốt lại á các bạn, bị cô lập lại với thằng Tài, Dạng Nam. Rồi trong lúc này rất là hỗn loạn mà bây giờ bất lực Hai đứa kia mình không có tới được, không biết chuyện gì xảy ra với nó Thế là mình mới la lên là Hoa ơi, em cứu con của tụi mình đi, cứu con của tụi mình đi Đây là lỗi tại anh, anh xin lỗi, lỗi của anh hết, anh xin lỗi Nhưng mà khúc này thì bắp chưa hiểu là tại sao ông nói là lỗi của ổng nha Nhưng mà tạm thời bỏ qua đi Quay về phần của bé Tài với bé Nam Thì khi này ở trong phòng á, tự nhiên gió thổi cuồn cuộn rồi các bạn Thì có một cái cơn gió nó hút, nó hút bé Nam bay ra thì ở cuối hành lang á có một hồn ma hiện lên thì đó là hồn ma của bà nội hay sao á y chang như bà nội á mà đứng ở đó và giơ tay lên hồn ma hút hút lấy bé nam thì khi mà bé nam bị ký lực hút mạnh như vậy á nó cứ bay lên còn bé tài á thì nó đã chạy qua một góc nó ngồi được rồi thì nó quay qua nó nhìn nhưng mà nó không có cứu nó không có cứu nam nó cứ ngồi đó nam khi này chỉ có một tay trụ lại thôi nó chỉ có một tay trụ lại thôi nhưng mà nó không có bay đi nha các bạn tự nhiên nó nói nó kêu tên anh tài anh tài anh tài thì khi mà tài quay qua nhìn á nó chỉ cứ anh tài thôi khi mà tài quay qua nhìn thì nó làm cái dấu tay á nó còn một cái tay để nó làm thì nó làm cái dấu tay là i love you đó là em thương anh thì nó cứ làm như vậy rồi nó kêu thì ban đầu á tài nó không cứu nó không muốn cứu hay sao á cái mặt nó có vẻ như là không có lo lắng Và không muốn cứu nhưng mà nó cứ quay qua nó nhìn thì nó lo mỗi lần nó quay qua nó nhìn thì nó trỗi dậy tình thương một chút thế là cuối cùng nó chạy lại và nó ôm nó chụp em nó lại khi mà tài chụp em nó lại thì cửa đóng sầm lại và tất cả cái gió nó ngừng giống như là lời mà trường nói đó chỉ cần tất cả mọi người trong nhà không từ bỏ nam thì nam sao không có bị bắt đi khi mà hết gió và cửa đóng sầm lại như vậy rồi bên kia ba cha con bình hương và trường cũng được thả ra chạy ra đây gặp hai đứa con nhỏ rồi năm người ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi nhưng mà lúc này bình tức bình xách con dao chạy ra bên ngoài chỉ vô mấy cái người đứng ở xung quanh nhà kêu gì tụi bay muốn cái gì tụi bay muốn cái gì tụi bay bước lên trên đây tụi bay đánh với tao nè tụi bay đánh nhau đây tay đôi với tao nè muốn cái gì ở trong nhà ông trường ông chạy ra ông lôi vô ông chạy ra ông kêu Ba ơi ba làm cái gì vậy đi vô nhà đi đi vô nhà đi cũng lại là trường các bạn chạy ra lôi ba vô đóng cửa lại những cái người ở ngoài vẫn đứng đó không làm gì hết rồi đột nhiên họ giơ tay lên họ thả ra một cái gì đó rồi họ rời đi âm thầm rời đi thôi các bạn thì cứ như vậy năm cha con tưởng đâu xong rồi tưởng đâu mọi chuyện êm đẹp rồi qua ngày hôm sau là họ sẽ chuyển đi bởi vì à, ông Bình đã hẹn người tới trước à, chở nguyên một cái chiếc xe tải tới để mà chở đồ đạc và chở cả tất cả những người trong gia đình rời đi à, họ sẽ dọn đi tới một cái địa điểm khác để ở thì chuẩn bị xong hết rồi đó rồi qua ngày hôm sau từ sáng sớm luôn là mấy cha con cùng với nhau dọn dẹp rất là vui vẻ rất là hạnh phúc nha rồi họ cùng với nhau đàn ca hát bởi vì ngày hôm đó là sinh nhật tối ngày hôm đó chứ không phải là hôm đó tối ngày hôm đó là sinh nhật 7 tuổi cho nên mọi người tính là khi mà đi tới căn hộ mới á thì mọi người sẽ cùng với nhau bí mật tổ chức sinh nhật cho nam nữa các bạn hồ hởi vui mừng lắm nhưng mà chờ hoài chờ hoài chờ hoài cũng không thấy chiếc xe mà họ họ đã đặt trước tới rước họ chờ đâu cho tới chiều á thì có người tới nhưng mà người tới á lại là ông sang khi mà ông sang tới á ổng xin lỗi, ổng nói là cái tối ngày hôm qua ổng không có giúp gì được hết. Bình cũng nói là bình hiểu, tại vì trong cái hoàn cảnh đó thì thì ai cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng mà lần này ông Sang nói ổng muốn ở lại, tại vì nếu mà tối nay có chuyện gì xảy ra thì ổng có thể giúp cho mọi người trong gia đình. Mọi người cũng vui vẻ nói chuyện với nhau thôi. Hương mới nói chứ, thôi bây giờ mà không có xe tới thì chắc là xe bị cái gì rồi. Mọi người cứ đi ngủ đi, nghỉ ngơi rồi ngày mai có gì mình lại chờ đợi tiếp. Thì đang nói chuyện tự nhiên cúp điện cúp điện thì bắt đèn dầu lên thôi không có gì hết bắt đèn dầu lên rồi phòng ai người đó về ngủ thôi thì khi mà hương về phòng ngủ á sáng ngày hôm đó thì hương có đi dạo ở bên ngoài khi mà đi dạo xung quanh nhà thì hương có thấy có mấy cái hạt đậu gì đó màu đỏ trải đầy ở xung quanh nhà của họ giống như là được ai đó để lại vậy thì rất có thể là mấy người mà đêm ngày hôm trước á mấy người bao vây á các bạn người ta thả ra cái gì á thì thả mấy cái hạt đậu màu đỏ đó đó hương nằm xuống không có ngủ vội mà trằn trọc suy nghĩ thì đột nhiên linh tính mách bảo làm sao á hương thức dậy à, tại vì cái hôm mà mang xác của trọng về khi mà mọi người đưa xác trọng vô cái bức thư trong túi của trọng rớt ra bên ngoài thì lúc đó hương có nhặt cái bức thư đó lên và nhét vô túi nhưng mà không hiểu sao không đọc có thể là nhiều sự việc xảy ra quá liên tiếp liên tiếp liên tiếp như vậy thì đâu có thời gian để mà nghĩ tới nó đâu các bạn thì tối ngày hôm nay được, tự nhiên mới nghĩ tới thế là hương mới ngồi dậy lấy cái phong bì đó ra và mở cái bức thư ra đọc thì ở trong đó là một cái tờ báo trong cái tờ báo đó ghi á những người ở bên giáo phái tà đạo cầu nguyện sa tăng để cầu con là bởi vì mục đích của sa tăng nó khủng khiếp và nó lớn hơn mọi người tưởng rất nhiều sau khi mà đọc xong cái bài báo đó rồi hương mới chạy qua và lay trường dạy và hỏi trường là trường có bao giờ bị hồn ma của bà nội nhát không thì trường nói là không thế là hương cũng không bị mà tài cũng không bị chỉ có mỗi một mình nam bị thôi thì hương mới suy nghĩ hương nói có khi nào bà nội đang giúp cho họ chứ không phải là đang muốn hại họ không? Không phải là bà nội muốn giết Nam là bởi vì hại họ mà bà bà nội đang đang muốn giết Nam là bởi vì muốn giúp cho họ. Bởi vì trong bài báo đó ghi rằng đứa trẻ 7 tuổi cuối cùng trong nhà không phải là để hiến tế mà là đứa con của quỷ sa tăng Nó sẽ trở thành con của quỷ sa tăng và được đưa đi. Là được rước đi chứ không phải là bị bắt đi Nghe tới đây thì Trường lại không tin Trường nói là bọn họ ở cùng với lại nam từ nhỏ cho tới lớn chăm sóc nó mà làm sao mà nói là con của quỷ sa tăng được nhưng mà hương nói tiếp là tất cả những người mà hôm qua họ tới không phải là họ muốn bắt nam đi mà họ muốn tới để để lại dấu vết là họ để lại những cái hạt đầu của các bạn để lại cái dấu vết để vào đúng sinh nhật lần thứ bảy của đứa con cuối cùng trong nhà thì chúng sẽ đến chúng là ai vừa nói tới đây đột nhiên ở bên ngoài nghe thấy tiếng cọc 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 mở cửa nhìn ra bên ngoài thì thấy bà hoa bà hoa đội mồ sống dậy nha các bạn xác sống trỗi dậy và trong cái bà báo có ghi mà xác sống trỗi dậy sẽ là những kẻ đến và đưa đứa bé đó đi như vậy là bây giờ xác sống trỗi dậy thì các bạn ơi đội mồ sống dậy luôn nha bởi vì bả còn bận cái bộ đồ liệm mà khi mà thấy mẹ mình đang từng bước bước lên trên lầu mà cơ thể còn đang bị phân hủy như vậy hoảng sợ quá hai chị em đóng cửa lại núp ở trong phòng luôn phần của bé tài ở trong phòng bé tài đang nằm ngủ tự nhiên nó nghe thấy tiếng nói rì rầm rì rầm rì rầm nó giật mình thức dậy thì nó thấy nam đang đứng nhìn ra cửa sổ nói chuyện một mình mà các bạn có nhớ không phòng của tụi nó cửa sổ nhìn ra nghĩa địa tài cũng hoang mang các bạn mới hỏi em nói chuyện với ai vậy thì nó quay qua nó nói nha nó nói nha các bạn chứ nó không có làm dấu nó nói là em nói chuyện với bạn của em xong rồi nó cười nó vừa nói nó vừa cười Xong rồi nó đi ra Nó đi ra nó đứng ngay cửa nó cười tiếp Tại mặt hoang mang xanh lè luôn Xong rồi nó nhìn ra cửa sổ Nó thấy có hai cái xác trồi mồ sống dậy Đứng ngay cửa sổ cái mặt trắng bệt luôn Cái cái người lì mất cột cái bịch như thế nào á các bạn Thì cái mặt lồi ra thấy cái mặt như vậy Ghê lắm Tại nó sợ quá Nó chui xuống dưới gầm giường nó trốn Từ ở bên ngoài Xác chết đội mồ sống dậy Vô trong nhà mà các bạn Mấy cái xác chết đi vứt vượng ở trong nhà Nó trốn xuống dưới gầm giường cho nên có xác chết đi vô phòng nha nó thấy cái bạn chân thối rửa bước từng bước đi vô trong phòng nhưng mà tài nó trốn ở dưới gầm giường cho nên không có bắt được nó ở ngoài phòng khách ông sang ông ngủ gục ở trên bàn hồi nào không hay lúc mà ông tỉnh dậy á ông nghe thấy có tiếng đập cửa ông bước ra bên ngoài á thì ông thấy xác con ổng xác của trọng á các bạn cũng trồi mùa sống dậy nhưng mà bây giờ không có còn là họ nữa rồi xác sống mà chỉ là cái xác biết đi thôi chứ đâu có còn là linh hồn nữa đâu các bạn nhìn bên đây thì thấy xác con mình đang đội mồ sống dậy đi nhìn ra đằng sau là một bầy một bầy zombie từ phim ma nó chuyển thành phim zombie luôn các bạn ổng hoang mang không biết phải làm sao hết còn ở trên lầu nha ông bình đang nằm ngủ tự nhiên quay qua thấy bà vợ nằm kế bên là một cái xác đang phân hủy nha các bạn nằm kế bên mở mắt ra tay thì di chuyển di chuyển mà chuẩn bị đụng ổng luôn á trời ông hoảng sợ giật mình ngồi dậy phóng ra ngoài cửa khóa cửa lại nhốt cái xác ở trong phòng luôn các bạn bỏ chạy tìm mấy đứa con bình chạy qua phòng của trường đập cửa lúc đó là có hương nữa thế là ba cha con cùng với nhau chạy xuống dưới lầu chạy xuống dưới lầu đi vô phòng của tài thì tài nó lò mò nó chui ra bốn cha con ở trong phòng và đóng cửa lại nhìn ra bên ngoài thì xác sống không các bạn đâu nhắm đi ra bên ngoài đâu hé cái cửa nhìn ra thì thấy có người từ trên lầu đi xuống đó là nam nó, nó đi ton 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 từ trên đi xuống nó vừa đi nó vừa cười khúc khích nó cười, <cười> nó vui lắm y như là người thân của nó tới rước nó đi á cho nên nó vui vẻ mà chưa bây giờ thấy nó vui vẻ như vậy luôn á ở trên người đi sau lưng của nó chính là xác của bà hoa cái xác biết đi của bà hoa đó các bạn chắc nó đi lên nó mở cửa cho bà đi xuống mọi người thấy như vậy thì ông bình ông muốn chạy ra để mà ông kéo nam vô nhưng mà hương chặn lại hương nói là ba đừng ba đừng có đi ra thì ổng mới nói là đó là em trai của con đó hương mới nói là đừng có đi ra nhưng mà ổng nói tránh ra để ba đi ra thì khi mà hương tránh ra ổng mở cửa ổng chạy ra bên ngoài khi mà chạy ra bên ngoài hẳn rồi á xung quanh trời ơi, cha mẹ ơi giống như là cái nghĩa trang có bao nhiêu xác chết thì trồi lên bấy nhiêu xác á các bạn la liệt bao vây xung quanh nhà thì thấy nam nó đứng cạnh bà hoa rồi nó vẫy tay nó kêu ba ơi tới đây Lúc này không chỉ là thằng Trường nữa Mà con bé Hương nó cũng chạy ra nó lôi ba nó vô Lôi vô rồi bốn cha con cùng với nhau ở trong nhà đóng sầm cửa lại Và bây giờ là xâm bì đầy nhà luôn Khi mà đã kéo ổng được vô trong nhà rồi thì bốn cha con bị bao vây Mà mấy cái con sát sống nó đã đi vô trong nhà nó bao vây tứ phía à Các bạn có một cái cửa chặn lại nhưng mà bây giờ hả Mấy cái con đó nó đập cửa nó muốn mở cửa ra được rồi Bây giờ bốn cha con không biết phải làm sao hết Tụm lại một góc thôi Thì từ ở đâu á cái xe lăn nó chạy lại Chạy tới ngay chỗ cái cửa trong khi bốn cha con nhìn rõ mùng một nha Bên ngoài một bầy zombie nó đập cửa nó muốn tông vô bên trong đây Thì thấy hình ảnh của bà nội hiện lên Bà nội dùng hai tay ép sát tường và ép luôn cái mặt trong tường Và dùng hết sức để mà chặn cái cửa đó lại Để bảo vệ cho con trai và bảo vệ cho mấy đứa cháu của mình Thì từ ở bên ngoài, từ cái góc bên kia ở đâu có người chạy vô Thì đó là ông Lâm các bạn, ông lái xe tới Ông lái cái xe xe hơi tới Rồi ông mới kêu mọi người đi ra xe cùng với nhau chạy trốn thì khi mà mọi người leo lên trên xe rồi đề máy không chạy các bạn đề máy nó không nổ trong khi zombie tử đâu nó đang từ từ kéo tới kéo tới kéo tới ở trong xe cứ kêu nổ máy đi nổ máy đi nổ máy đi mà máy không nổ cho tới cuối cùng á, khi mà nó dí sắp được rồi á, thì cái máy nó mới nổ mọi người chuẩn bị chạy đi nhưng mà ông bình ông chưa muốn chạy ông muốn cứu con ổng còn đứa mà ông không có bỏ đứa đó nhưng mà ông lâm ông nói không đó không phải là con của ông và nó chưa từng bao giờ là con của ông thế là ổn lái xe chở bốn cha con chạy đi và sau đó không biết chuyện gì xảy ra thì dĩ nhiên là gia đình năm người đã bị mất đi một thành viên rồi bây giờ chỉ còn có bình và ba đứa con của mình là hương tài và trường bốn cha con chuyển tới sinh sống ở một cái địa điểm khác à, họ ở trong một cái căn hộ chung cư mà ở trong hộ căn hộ chung cư ấy, thì xung quanh đó có rất là nhiều bà con làng xóm mà họ cũng tốt lắm các bạn có cái nhà chị kia dễ thương lắm chỉ hay qua nhà này rồi chỉ hay cho đồ ăn lắm tại vì chỉ biết nhà này cũng khó khăn mấy chị em lo cho nhau đó thì hay đem đồ ăn qua cho nhà này lắm thì bữa đó đem qua cho thì sau đó thì cái cô gái à, cũng trẻ lắm các bạn cỡ chừng đâu ba chục tuổi hai mấy ba chục tuổi cho đồ ăn xong rồi thì cái cô gái đó mới quay trở về cái căn hộ chung cư của mình khi mà quay về căn hộ chung cư thì có cái người bạn trai không biết là bạn trai hay chồng hay là mối quan hệ gì nhưng mà thân thiết với nhau lắm ngồi ở trong nhà chờ đợi thì khi mà về á cái người con trai mới nói là em lại đem đồ ăn qua cho họ nữa hả thì cổ nói à, dạ đúng rồi mấy đứa trẻ tội nghiệp quá thì ảnh mới nhìn cổ ảnh nói chúng ta phải chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây cô gái mới nhìn lên trên một cái tấm bản đồ mà đã được dính đính rất là nhiều kim rất là nhiều kim trên cái khu vực đó và nói chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thu hoạch kế tiếp thôi chàng trai tiến tới và nói rằng hãy kiên nhẫn nào damia sau đó thì hai người đứng múa nha các bạn múa 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 cho tới hết phim và đó là hết bộ phim rồi các bạn bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích cái kết của bộ phim nha như vậy là rõ ràng trong cái quá trình kể chuyện tóm tắt lại mà nói thì bà hoa bà đã đi theo tà đạo bà đã cầu sa tăng để có con mà cầu cái 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 cầu sàm lơ dễ sợ cầu mà phải chi đùng một cái làm cho hai vợ chồng này có con thì ờ uh, có phép màu nhưng mà cầu mà ông sa tăng ông làm cái 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 kiểu xà lơ ổng cho ổng cho quan hệ với mấy cái tín đồ khác ở bên trong cái tài đạo để có đứa con khác trời ơi là trời con nghe mà nó hoang đường chưa vậy đó mà đi theo nhưng mà cái này cũng hay để cho thấy được là cái sự lừa lọc của ác quỷ nó ghê gớm như thế nào nó lừa lọc nó thao túng và nó tẩy não những cái người đi theo nó để tin nó và nó phải lấy lại một cái gì đó chứ nó không có cho không ai cái gì hết trơn á nó sẽ giao dịch Ờ, tôi cho bà có bầu nhưng bây giờ đứa con cuối cùng của bà năm 7 tuổi sẽ là con của tôi trong trường hợp của bà hoa thì bà đã giao dịch với ác quỷ cho nên bà rất là sợ để nó ra nuôi nó bằng sữa để ra đau đớn thì làm sao mà tự nguyện dân nó cho một người khác được thì thành ra khi mà một đứa trẻ lên 6 tuổi khi mà bé hương lên 6 tuổi bà liền phải có bầu thêm đứa nữa là bà phải tìm tìm một cái người khác để mà quan hệ để có bầu thì khi mà có bầu trường rồi và để ra trường thì khi mà bé Hương 7 tuổi á, sắp 7 tuổi thì trường ra đời rồi, thì trường ra đời thì trường lại cái đứa trẻ kế tiếp rồi thì phải đợi tiếp cho trường 7 tuổi. Thì khi mà trường 6 tuổi bả lại làm thêm cái kế này một lần nữa, à bả kiểu như là chơi ăn gian đó. Bả tím thêm một người nữa để bả đẻ thêm đứa nữa là tài. Tài xong rồi bả lại chơi thêm cái chiêu này nữa, bả không có ngưng đẻ, bả đẻ đẻ tiếp nhưng mà tới bé Nam thì cái con quỷ khi nó cũng hiểu được. Mày đâu có qua mặt được tao. Làm như vậy là chi dơ ha Thế là nó mới khiến cho bà bị bệnh khi mà bả bị bệnh rồi á thì cái vong hồn mà luôn luôn xuất hiện bên cạnh bả là hồn của con quỷ á các các bạn ác quỷ đó à, tại vì nó đã có ở trong người bả rồi giống như lời của ông sang nói trước đó ma nó không có ảnh hưởng tới cuộc sống của con người chỉ có những cái loài ma quỷ yêu ma quỷ quái nó sẽ tác động vô trong con người và nó sẽ nó sẽ biến thành bộ dạng của con người để mà nó phân chia một gia đình mà thôi như vậy là bởi vì bà hoa bà cố tình bà muốn chơi ăn gian và bà cứ À, muốn giữ đứa con giữ đứa con và muốn để nữa để nữa để nữa và thành ra cuối cùng á thì ác quỷ đã làm cho bà bị bệnh và bà không có sống dậy được và bà chết luôn mà bắp nghĩ nó ác quỷ thì mình nói nó chơi an giang à, nó chơi bỉ ổi như vậy thôi nhưng mà bắp nghĩ nó cũng có thực tài về cái khả năng của nó tức là nó sẽ đoán biết được cái đứa trẻ nào thực sự là con của nó như là bé nam để ra là con của ác quỷ đó giống như khi ông lâm ông xuất hiện ở cuối đó, ông nói nó không phải là con của anh và nó chưa từng bao giờ là con của anh là từ khi sinh ra đã không phải không phải là con của mình rồi. không phải bởi vì là con ruột mà nó là con của ác quỷ là con của quỷ sa tăng và những cái xăm bị xét sống trội dậy ban đầu mình nghe ha mình tưởng đâu là đi tới để bắt à, bắt thấy ghê lắm để về hiến tế nhưng thực chất là tụi nó đến đón con của ác quỷ và hiện tại á, theo như bài báo mà những gì ông lâm ông nghiên cứu ra thì ác quỷ quỷ sa tăng á đang uh, giống như là phô trương thân thế đang nhân 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 giống nồi giống của ổng á các bạn thì bằng cách này hay cách khác Satan tăng làm cho thế lực của hắn mạnh hơn đó là đại khái những gì xảy ra trong câu chuyện của chúng ta nhưng mà à, có một cái cú twist đó là ban đầu mình tưởng đâu là bà nội Tự nhiên quay về tại sao lại muốn hại đứa con đứa đứa con út là nam cho tới cuối cùng thì mình mới hiểu là bà nội biết nam không có phải là đứa trẻ bình thường nếu như mà tối ngày hôm đó không có sự giúp ích của ông lâm và cũng như là linh hồn của bà nội hiện lên thì rất có thể là tất cả các cha con này sẽ bị những cái xác sống khi giết chết mà ông sang à bấp quên kể ha ông sang ổng chết rồi các bạn ông sang á khi mà thấy mấy cái xác sống á trong đó có xác của con trai ổng á đã giết ổng là ổng chết trong đêm ngày hôm đó luôn đó là các bạn biết tụi nó khủng khiếp và kinh dị đến mức độ nào không tha cho ai hết và ở phần kết khi mà cái cô gái trẻ và cái người kia đang bày tính nói chuyện với nhau về cái việc thu hoạch gì đó thì họ chính là bắp nghĩ họ là những cái người đứng đầu ở bên trong giáo phái tà đạo bởi vì trong nhà của cô gái đó có nguyên một cái hũ đậu màu đỏ luôn nha các bạn những cái hạt đậu mà hương đã tìm thấy xung quanh nhà của hương trước đó thì trong nhà đó có nguyên một cái hũ luôn chứng tỏ là họ có dính dáng tới tà đạo mà hoa đã từng theo và có một vấn đề mà bóp thắc mắc là tại sao khi mà bị tấn công như vậy á trong cái lúc cùng cực thì bình mới thét lên là hoa ơi cứu các con của mình đi lỗi lại tại anh tất cả là tại anh Ừ, uhm, thì là bởi vì ổng thương con cho nên ổng nói như vậy hay là bởi vì còn sâu xa một cái nguyên nhân nào đó khác và chẳng lẽ hai vợ chồng mà bà hoa bà làm như vậy ông bình ông lại không biết hay sao thực sự là có một cái khúc mắc đó mà bắp vẫn chưa hiểu được nhưng mà ngoài ra bắp tự tin là hình như là bắp đã mang hết tất cả các chi tiết đến với các bạn trong bộ phim rồi đó các bạn và có một cái hay là tất cả những hồn ma ám ảnh những người ở trong nhà đều là hồn ma của người thân hồn ma của bà Hoa nè hiện về, của mẹ hiện về hù, rồi hồn ma của bà nội hiện về hù. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì nhận ra đó không phải là người thân của mình, chỉ là mang hình dáng của người thân của mình thôi. Nhưng vốn dĩ đó là những cái ác quỷ giả dạng làm người thân của mình để mà tấn công mình và làm hại mình. Chứ người thân của mình sẽ không bao giờ tổn hại tới... Tới, tới những người yêu thương của họ Thì bác thấy đó là một cái hay Và một cái nữa là bà nội Trời ơi, phải nói là cái khoảnh khắc mà tỏa sáng Cái khoảnh khắc mà đáng ghi nhớ nhất Là cái khoảnh khắc bà nội lớn rồi các bạn già cả rồi đứng đó và chắn cửa lại mặc dù bây giờ bà nội chỉ còn là một hồn ma thôi nhưng mà bà nội vẫn cố gắng bảo vệ từ khi mà bà nội mất cơ là bà nội đã muốn bảo vệ mọi người trong nhà rồi bà nội cố gắng ngăn chặn ác quỷ à, bảo vệ mọi người trong nhà cho tới cuối cùng luôn thì bà nội dùng hết sức hết hết sức lực của mình để mà bảo vệ cho con trai của mình và bảo vệ cho các cháu của mình thì thấy thương bà nội dễ sợ mà lúc bà nội còn sống không có nói gì về bà nội nhiều nhưng mà thấy bà nội cái cách bà nội chơi với các cháu mà à đúng rồi à chưa cái cách bà nội chơi với các cháu cái cách bà nội may vá đồ cho các cháu thì thấy bà rất là thương nhưng mà về cái chết của bà nội nữa à không có biết là bà nội tại vì đâu phải tự nhiên mà lăn xuống dưới giếng chết đâu không biết là cái chết của bà nội có liên quan gì tới bé nam hay không bởi vì bé nam như chúng ta biết á à, thực chất nó tỏ ra cái bộ dạng dễ thương như vậy từ nhỏ cho tới lớn là bởi vì nó đang được nuôi dưỡng trong được nuôi dùm mà các bạn đó đâu đâu có nhám là phải nó đâu có thể nào tỏ ra là mình là con của ác quỷ thành ra nó phải kiểu như là trà trộn và nó phải cùng với mọi người hòa nhập để nó được nuôi nấng trong căn nhà đó để tới thời điểm chín mùi thì nó sẽ được người từ bên gia đình của nó rước về tự nhiên nói đến đây thì bắp lại nhớ tới một cái loài chim tu hú các bạn có biết à cái này là bắp cũng tìm hiểu ra được và nghe google đồn thôi các bạn chứ còn thực hư như thế nào thì bắp nghĩ chắc cũng uh, cũng đúng á thì cái loài chim tu hú là một cái loài được mệnh danh là quỷ chim mà khi nghe cái câu chuyện này bắp mới nhớ tới cái con quỷ chim tu hú các bạn theo tương truyền là trong cái uh, thế giới động vật á và cái để mà bảo tồn cái khả năng sinh tồn thì cái loài chim này nó có một cái cái khả năng như thế này. Khi mà con chim tu hú mẹ nó có bầu thì nó không có biết ấp trứng bởi vì cái giống của nó không biết ấp trứng ha à, thì nó sẽ đi tìm tổ của con chim chích khi mà nó đi tới tổ của con chim chích rồi thì nó trong cái tổ chim sẽ có trứng đúng không nó ăn trứng của người ta nó xơi nó xơi trứng của người ta xong nó đẻ vô trong đó nó nó đẻ trứng của nó vô tại vì cái trứng của chim chích và trứng của cái con tu hú á, nó giống nhau thành ra là chim chích cũng không có phân biệt được thì khi mà nó nó đẻ vô trong đó rồi thì nó bay đi. thì chim chích thí dụ như sau này có đẻ thêm những cái trứng khác vô á, thì cũng lẫn lộn, rồi cũng ấp thôi, ấp cho tới khi nào mà nở ra con, hay không? khi mà nở ra đứa con rồi thì cái con tu hú cái bản tính của nó là là mệnh danh là chim quỷ mà các bạn là nó đã quỷ từ khi nó sinh ra rồi. thì khi mà nó sinh ra, mặc dù là còn nhỏ thôi nhưng cái bản năng sinh tồn của nó để bảo vệ nguồn thức ăn của nó thì khi mà nó được nở ra đó thì nó sẽ xô những cái con chim nào mà nở ra cùng với nó nó sẽ xô đi hết khi dụ con nào mà nở ra là nó xô cho rớt ra khỏi tổ để cho một mình nó độc chiếm cái tổ đó tại sao tại vì khi mà ba mẹ chim chích bay về những cái nguồn thức ăn mà ba mẹ đem về nó sẽ được ăn nếu mà có những con khác dành với nó thì sao thành ra là nó phải thủ tiêu hết tất cả những đối thủ cạnh tranh của nó thì khi mà nó thủ tiêu xong rồi nó được ăn những cái nguồn thức ăn đó mà cái con quỷ này nó to nó ăn nhiều lắm các bạn thành ra là ba mẹ chim chích phải kiếm đồ ăn về thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều để nuôi nó thì khi mà nuôi nó nó lớn lên nó đủ lông đủ cánh rồi nó bay đi và nó quên đi công ơn dưỡng dục của ba mẹ nó và sau này nó có con thì nó làm gì nó làm điều tương tự thì tự nhiên nghe coi xong bộ phim này bắp lại nhớ tới cái con quỷ chim tù hú giống như là à, quỷ đâu đâu có biết sinh con đâu có biết ấp trứng đâu có biết nở đó do kiểu vậy thì nhờ con người sinh con và kiểu như là giống giống vậy đó các bạn tự nhiên bắp nhớ ra vậy thì quả thực ác quỷ cái này là bắp đang nói lại về vấn đề về phim nha còn về chim tu hú thì thôi nó là về vấn đề tự nhiên thì mình kể nghe cho vui vậy thôi thì về cái bộ phim này thì tất cả những gì có liên quan tới ác quỷ thì nó đều xấu xa thành ra đừng có giải dạ dục gì mà đi van xin ác quỷ hay là đừng có giải dạ dục gì mà thỏa thuận bất cứ một cái điều gì với ác quỷ hay là hứa hẹn gì hết đừng nha các bạn mình ở đạo nào thì mình xin đạo đó ví dụ đạo phật thì mình lại phật mình hướng thiện mình xin chư thiên thánh thần còn mình là bên đạo thiên chúa thì hoặc là bên đạo, đạo tin lành thì mình tin vào thiên chúa và mình tin vào những điều tốt đẹp từ đứng tạo dựng chứ mình đừng có đi xin tầm bậy tầm bạ những cái quỷ thần gì đó hoặc là mình tin vô vũ trụ bao la cũng được à, mình tin vào các thiên thần bảo hộ ha? thì mình cầu nguyện nhẹ nhàng thôi chứ đừng có kiểu ờ cho tôi cái này rồi tôi sẽ đánh đổi cái kia cái gì mà có đánh đổi thì cái đó là lừa đảo đó các bạn. Mà bóc cũng nghĩ có thêm một ý ở trong bộ phim này là về tín ngưỡng nữa. Giống như những người ở uh, trong gia đình của Bình và Hoa, tất cả mọi người, mọi thành viên trong gia đình mặc dù có tôn giáo nhưng mà họ không có thực hành cái tôn giáo đó. Thành ra là cái niềm tin của mọi người trong nhà bị mai một thì khi mà họ bị bế tắc họ không biết xin ai hết trơn ví dụ trong cái khoảng thời gian mà họ bị bế tắc họ phải nhờ tới một cái đấng thiên liêng nào đó để giúp đỡ trong xuyên suốt bộ phim không ai cầu nguyện không có ai cầu xin cái sự giúp đỡ gì hết có một lần cầu xin là bởi vì hương được sự nhắc nhở từ ông sang thành ra hương mới cầu xin nhưng mà ông sang cũng có nói cái sự cầu xin này phải thực sự từ tận đáy lòng là phải tin, mà cái niềm tin đó đâu phải một sớm một chiều là có được đâu các bạn, là sẽ được nuôi dưỡng, nuôi dưỡng qua năm này tới năm khác. Bà thông qua cái việc à, mình đọc kinh cầu nguyện, mình cầu xin thì nó sẽ được nuôi dưỡng từ từ chứ còn bùng một cái bắt sinh từ tận tâm can thì nó khó. Mà ông Sang có nói rồi, nếu mà xin á mà không từ tận đáy lòng của mình thì cái việc xin đó nó cũng không có hiệu quả. Thì ra đó là nguyên nhân vì sao mà Hương có xin nhưng mà Ngôi nhà của Hương cũng không có được sự che chở và đó là những gì mà bắp à, bắp suy nghĩ, chắc chắn là bộ phim này sẽ còn nhiều ý nghĩa hơn thế nữa và mỗi người xem xong sẽ có một ý nghĩa cho riêng mình. Các bạn hãy cho bắp biết suy nghĩ của các bạn về bộ phim này ở dưới phần comment nhé. Và nếu mà các bạn muốn bắp kể tiếp bộ phim nào thì các bạn hãy comment bên dưới để bắp xem và tham khảo và sau đó sẽ kể cho các bạn nghe nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi chờ đợi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.